Thầy Phêrô Đoàn Văn Vân sinh năm 1780 ở làng Kẻ Bói, xứ Kẻ Sông, tỉnh Hà Nam. Thầy vào nhà Đức Chúa Trời từ bé, ở với cha Thi rồi vào chủng viện. Năm 25 tuổi, lên chức thầy giảng và sau làm thầy cai ở xứ Bầu Nọ. Thầy chăm chỉ làm việc, cẩn thận coi sóc của cải nhà xứ, ở tiết kiệm, ăn mặc khó khăn nhưng lại rộng rãi với người nghèo. Thầy hòa nhã với mọi người, làm việc gì thầy cũng vâng theo ý cha xứ. Thầy rất đạo đức, sốt sắng, siêng năng đọc kinh, xưng tội, rước lễ, hay thăm viếng an ủi, khuyên bảo các người ốm đau và đọc sách cho họ nghe. Thầy làm trung gian để giàn hòa các cuộc cãi cọ, tranh chấp và thường lấy gương Chúa Giêsu tha cho kẻ làm khổ mình để mọi người bắt chước. Thầy chi dụng phân phát của cải nhà xứ cách công bằng, minh bạch. Thầy thật là người đầy tớ trung thành mà Phúc Âm đã khen rằng: "Đây là tôi tớ tốt lành và trung tín, Chúa đã đặt lên trông coi gia đình Chúa." Cha Già Lý, cha xứ Bầu Nọ, rất tín nhiệm thầy, giao phó mọi sự trong tay thầy và yên tâm đi làm phúc, lo việc thiêng liêng cho bổn đạo. Thầy nổi tiếng trong cả địa phận đến nỗi muốn khen thầy cai nào thì người ta quen nói rằng thầy này nhân đức như thầy cai Vân. Thầy làm cai lâu năm, năm 70 tuổi mới được nghỉ việc và một thời gian sau thầy bị bắt vì đạo. Ở làng Nỗ Lực, Bầu Nọ có ông Lý Tưởng và ông Huống đánh bạc thua hết tiền thuế của dân, họ phải bồi thường cho nhà nước. Nhưng vì túng quá nên vào vay thóc nhà xứ. Cha xứ đi vắng, thầy Vân ở nhà không cho vay. Họ thù và để lập công chuộc tội, họ tố giác với quan phủ Lâm Thao rằng làng Nỗ Lực có đạo trường, đạo đường, đạo quán. Quan đem lính về vây ngay nhưng không bắt được ai. Mấy ngày sau, hai ông Tưởng và Huống với năm đầy tớ gặp thầy Vân ở làng Tiên Cát. Chúng bắt thầy đem về nhà chánh tổng rồi đóng gông giải lên phủ. Hai ông khai man với quan rằng chúng tôi bắt được đạo trưởng đem nộp. Quan ra lệnh giam thầy vào ngục. Mấy ngày sau, quan đòi thầy lên công đường hỏi quê lão ở đâu. Thầy thưa, tôi đi tu từ bé, không rõ quê quán ở đâu, hình như ở phủ Lý Nhân. Ông đã đi những đâu? Tôi nay đây mai đó khắp cả tỉnh Sơn Tây. Khi cấm đạo, ai cho tôi trọ, tôi ở đấy. Lúc nào họ không bằng lòng, tôi lại đi nơi khác. Các đạo trưởng đi đâu cả? Tôi không biết. Ông là đạo trưởng hay đạo đồ? Tôi là thầy giảng giúp các đạo trưởng. Quan không tin bảo, ông bằng ấy tuổi rồi mà chưa được thăng chức ấy sao? Thầy thưa, tôi khai thật, không dám khai man. Quan lớn muốn cho tôi là đạo trưởng thì tùy ý quan lớn, tôi không dám nhận. Quan lại bảo, thôi, ông đã già rồi, khóa quá đi, ta sẽ cho về, đừng liều lĩnh mà khốn đến thân. Thầy can đảm thưa, tôi giữ đạo từ bé đến bây giờ, đã bấy nhiêu tuổi, lẽ gì mà tôi lại bỏ đạo, sống chết tôi không khóa quá. Quan cố dỗ dành thầy nhận mình là đạo trưởng, nhưng thầy không chịu, cứ một mực nói rằng tôi là thầy giảng, là con cái các đạo trưởng. Tôi chưa chịu chức thánh ấy, nếu tôi nhận là đạo trưởng thì tôi phạm tội nói dối. Thầy phải giam ở phủ Lâm Thao 4 tháng, bổn đạo không dám đi lại thăm nom, sợ lính khuấy khuất và quan bắt vạ. Chỉ có cha Nghiêm vào trộm 2 lần, giải tội cho thầy và nhờ ông Lê Văn Giáp đưa mình thánh cho thầy. Quan phủ không thể dụ dỗ thầy khóa quá được thì khép án thầy phải trảm quyết, gửi án và truyền giải thầy lên tỉnh. Án đó nói sai sự thực vì thầy Vân không bao giờ nhận mình là đạo trưởng. Quan tỉnh cứ theo án ấy đệ vào kinh, thầy phải giam ở tỉnh 2 tháng, chịu bao nhiêu khốn khó sỉ nhục vì cha Lý nghèo, không có tiền cấp dưỡng nên thầy phải đói khát, túng thiếu. Và vì không có gì cho lính canh nên bị chúng khinh rẻ. Cha Lý phải sai chị Ân dòng mến thánh giá cùng với chị Hợp đi quyên nơi khác, hết tỉnh Sơn Tây đến tỉnh Hà Nam, được bao nhiêu tiền giao cho ông cai vải lo liệu cơm nước cho thầy. Tuy thế, thầy luôn vui vẻ, chịu bằng lòng,
dâng mọi sự cho Chúa để dọn mình đón phúc trọng đại. Hai tháng sau, vua Châu phê án tư cho quan tỉnh Sơn Tây như sau: tên Đoàn Văn Vân là đạo trưởng Gia Tô, nó quyết thà chết hơn là bỏ đạo, phải xử nó, không nên trì hoãn, vậy phải trảm quyết nó ngay. Ngày 25 tháng 5 năm 1857, quan giám sát cưỡi voi và 50 lính điều thầy đi xử. Thầy Vân nét mặt tươi vui, nhưng vì tuổi già lại ở tù 6 tháng nên đi chậm. Phải có hai người lính đỡ đầu gông, một người quàng dây thừng vào cổ thầy lôi đi. Đến pháp trường, lính đứng vây xung quanh, bè xiềng, trói thầy vào cọc. Ông trưởng phố ở đấy là ông Đa Minh Nhân đưa cho ông Phêrô Thông chiếc chiếu để giải ra cho thầy quỳ. Thầy xin được cầu nguyện một lúc. Hồi chiêng chưa dứt, lính chém đầu thầy, ba nhát mới đứt. Lính tung đầu lên và quan quân kéo nhau về. Một quang cảnh ồn ào hỗn độn xảy ra. Người lấy giấy, lấy vải, xé áo, xé khăn, chen chúc nhau xông vào thấm máu vị tuyên xưng đức tin. Giáo hữu xứ Bách Lộc chôn xác thầy ở đây, sau cải táng đưa về nhà thờ Bách Lộc. Những kẻ tố cáo làm khổ thầy về sau gặp nhiều sự khốn khó. Ông Lý Huống bị giặc chém chết ở bến đò Trình Xá, xác vất xuống sông không tìm thấy. Quan phủ Lâm Thao được thăng chức tổng đốc Hưng Yên, nhưng ít lâu sau phải giáng cấp. Ông hối hận và thường nói: tại tôi làm khổ người vô tội nên trời báo oán. Thầy Đoàn Văn Vân kết thúc cuộc đời trần thế năm 77 tuổi, thân xác già yếu nhưng lòng tin mạnh mẽ không suy giảm. Cái chết anh hùng của thầy là tấm gương kiên trung cho hậu thế. Ngày 2 tháng 5 năm 1909, Đức Thánh Cha Pio Đệ Thập đã phong chân phúc cho thầy Phêrô Đoàn Văn Vân. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tôn phong thầy lên bậc hiền thánh.